Ranking Esports bật mí lineup vòng thăng hạng. Sau án phạt từ ban tổ chức VSET dành cho các vi phạm điều luật giải đấu, một số tuyển thủ SBTC như Địa 1 hay Emperor đã quyết định chuyển sang cày thuê. Những người còn lại chắc hẳn cũng phải tìm một hướng đi khác để có thể trang trải cuộc sống trong khoảng thời gian bị cấm thi đấu. SBTC Esports giải thể, fanpage đội cũng chính thức được bán lại cho một cái tên mới toanh là Ranking Esports. Với việc mua lại fanpage của SBTC, Ranking Esports sẽ có một phương tiện truyền thông với lượt tương tác khá cao. Dù chưa có nhiều thông tin, nhưng Ranking khả năng cao sẽ góp mặt tại vòng thăng hạng VSET 2024 để tìm kiếm chiếc vé lên chơi tại giải đấu liên minh cao nhất Việt Nam. Đội cũng đã tuyển quân đủ và sẵn sàng cho việc luyện tập. Mới đây, Ranking đã bật mí lineup với việc tiết lộ chữ cái trong tên in-game của mỗi tuyển thủ. Đường trên, U, đi rừng, T, đường giữa, A, AD carry, L, support, I. Nhìn vào gợi ý thì vị trí duy nhất mà cộng đồng mạng có thể đoán có lẽ là đường giữa với chữ A. Artifact là cái tên được đồn đoán nhiều nhất cho vị trí đường giữa của Ranking. Trước đấy, hậu béo và fanpage Ranking Esports cũng đã có tương tác. Hiện những cái tên còn lại vẫn là ẩn số.